Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu tới các bạn tấm pin năng lượng mặt trời 50W Molo. Thì đây là tấm pin năng lượng mặt trời 50W Molo có cấu trúc đơn tinh thể. Thì tấm pin năng lượng mặt trời này có công suất max là 50W. Khi mà có ánh nắng mặt trời thì tấm pin này cho ra một cái điện áp hỏa mạch là 22,64V. Và điện áp hoạt động của tấm pin này là 18,57V, có thể sạc cho hệ 12V. Dòng hoạt động của tấm pin này là 2,69A, và khi bị ngắn mạch thì nó có dòng là 2,88A. Tấm pin năng lượng mặt trời 50W Molo này có kích thước là 54cm x 67cm và bề dày là 30mm. Với cái tấm pin Molo 50W này thì nó có trọng lượng cũng không lớn lắm, là 4,2kg. Và với một cái tấm pin năng lượng mặt trời 50W Molo này thì nó có thể sạc được cho hệ bình 12V với bình tối đa là 20A. Các bạn có thể thấy phía sau của tấm pin năng lượng mặt trời này thì có ghi đầy đủ các thông số về điện áp cũng như dòng, trọng lượng và khối lượng của tấm pin. Đó, các bạn có thể theo dõi thông số của tấm pin. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc bạn thành công. Dạ, đây là tấm pin năng lượng mặt trời anh ạ.